chút xíu người yêu nhắn tin lại nè, bỏ luôn hát bài này. Hello mọi người. Hello mọi người, hôm nay gia đình của Thương sẽ đi hái rau càng cua để về bóp gỏi ốc. Đó. Tắm xịt thuốc hết rồi, chỗ cái này xịt thuốc chưa? Không, xịt thuốc là chúng rồi, nó chết rồi, nó cháy rồi đó. Hiểu không? Mình phải chừa lấy hai chứ. Chừa cái phỉnh này lại. Mình chừa đó đó, mình khoai cái bét như này, xịt ra ngoài nè. Ủa? Dính là nó cháy ngay à. Đó, có còn chết mà, nó là cái mềm nhất mà, dễ chết nhất. Càng cua ốc đắng, bóp gỏi. Trời. Ngon lắm phải không? Đúng bài luôn á. Nghe thì thấy hao hao mà đó. Mà mấy cái này nó còn nhỏ, trời ơi, có mấy cái cây mà nó tốt mà nó cao lắm kìa cậu. Ủa, nhiều cây thấy cao còn 2 mét đó trời. Ừ. Càng cua mà 2 mét. Trời ơi, càng cua ở nhà mẹ ăn trồng ha, cao một cái tiêu luôn á. Trời ơi trời. Nhìn cái bụi càng cua đã. Nhìn cái bụi càng cua y như đám càng cua ha. Ừ. Ủa mà con thấy nó có giống cái càng của con cua đâu mà sao gọi là càng cua cậu Bảy? Nó ra cái bông nè. Cái bông của nó có hai chia giống như cái càng cua. Là cái này còn non chưa ra bông nè. Cái bông là nó giống càng cua, người ta kêu là càng cua. Vậy hả? À. Phải không tao? Không biết nữa, cái này mới lần đầu tiên mới biết ăn mà. Em nói vậy chứ em cũng không biết. Ừ chứ thấy nó có giống con cua hay là cái gì đâu rồi sao mà càng cua. Lên đây tao mới biết, những người ở miền Tây lên nó ăn, cái công bên công làm nó ăn được. Mới biết rồi thôi chưa. Dạ. Trời ơi ông Tám. Ông Tám ngắt xác xác xíu, ông Tám ngắt gì trên đọt còn miếng nào đâu hả? Trời ơi, tiết kiệm. Có một đám này thôi hả ông Tám? Rồi ông kiếm đi, kiếm thêm. Kiếm cái này. Kiếm đây, sao đủ ăn? Trời kiếm thêm. Ở đâu còn, cái này còn. Có đã ra trừ da hả? Ốc đang luộc ở trong nhà, cái nhà nguyên một nồi ốc hôm bữa mới bắt xong. Luộc ốc ăn rồi để qua làm clip cho mọi người đỡ buồn chứ bây giờ. Bây giờ sao giờ, bây giờ cũng lẽ clip nào cũng mặc ngủ ngủ u sầu buồn là đâu được đúng không? Đúng rồi, mình làm ẩm thực đi cho khán giả coi thôi. Chuyện nào là chuyện đó chứ đúng không? Bây giờ mình phải vui vẻ lạc quan lên còn làm clip mọi người coi nữa hả? Không là mình buồn hoài theo buồn hết cái tem mình. Mình buồn thì chỉ buồn một lúc thôi. Cũng không sao mày chửi. Giờ thường giờ bệnh hoạn vậy mà cứ hả mình quay clip nào cũng ngồi mà buồn. Đúng là buồn thì ra mình buồn ở trong lương tâm thôi. Bây giờ là sao được đúng không? Đúng rồi. Mình giảm cái phần đó lại. Chứ nhiều khi là bất công người ta nói ngày qua buồn bữa nay vui. Đúng không ta? Đúng lẽ buồn hoài. Bây giờ ông Tám mới trả lộn quấn lộn mà Tám thấy thì em cũng phải vui chứ. Chứ không để tự nhiên quánh lộn mà Tám cái nhìn tụi con buồn. Cậu ơi, con thấy một đám ăn cua nè. Nè cậu. Trời ơi trời. Cái cọng đó để cho nó lớn. Bây giờ là đang chờ là gồm ca mổ mà. Đang trong ca mổ đúng không? Đúng rồi, anh Thuận đang mổ chắc tầm 3 tiếng nữa mới ra. Thì mình coi như thế nào thôi. Mình cầu em cho ca mổ xuống trẻ. Ca mổ amidam trước xong rồi còn cái hàm sau. Dạ đúng rồi, mổ amidam trước. Amidam thì nó cũng giả mà có quan trọng cái hàm á. Nhưng mà amidam là vẫn phải mổ trước. Rồi cái ớt nhà ông Tám này chín nè. Ớt cháy đã không? Ớt này là mới gọi là cay nè ông Tám ha. Ớt đây. Nè, hai bên này nè. Bên đâu? Này mới nhiều nè, thấy không? Đỏ nè. Ớt này ta gọi là ớt gì ta? Ớt ớt hiểm hả? Ủa còn ớt kim ỉ là ớt nào? Đây đó. Đây nó đó hả? Ừ. Thôi. Nè, bác Tám, bữa nào ăn cơm mới ra hái mấy cái đọt khổ qua này, bác Tám với luộc ăn cũng ngon lắm. Để cô cố ý để ra nè. Trời nguyên. Hái mới vô bà ngoại. Đúng rồi, hái vô vườn nè cả nhà. Bà ngoại khoái lắm. Khổ qua này khổ qua gừng đúng không bác Tám? Đúng rồi. Để lại ăn á. Trời nghe mùi thơm nồng nặc luôn. Giờ mình sẽ hái ớt đem vô một tí nữa. Mình phải làm cay kìa. Cay dữ lắm á nha. Ừ, cái này phải ăn cay mới ngon. Nhiều người ăn ớt mà thấy cái ớt này nó thèm luôn á. Đúng rồi, mấy cái trái ớt bự bự kia đâu có ngon đâu. Rồi xong. Ngon mà ớt này đâu. Rồi hái xong đứt nguyên nhánh luôn à. Ớt hiểm mà. Hiểm mà, hiểm này thì hiểm khó. Hiểm á, người ta nói mới hiểm á. Hiểm hả? Ừ. Hiểm. Hiểm á. Dạ. Hiểm. Cái ông kia, ông tắt cái điện thoại coi người ta đang quay phim luôn á. Báo quá báo rồi. Hồi lấy ốc mà coi tivi được đấy, mới sao coi phim được đó. Nghe tiếng nói thôi. Ổng nha, đừng nói mà đừng ngồi lẻ ốc mà coi tivi.
ăn cũng coi tivi nè, à, đi cũng đi coi tivi nè. Đi đâu? Thì đi đâu kể người ta? Kể người ta. Chỉ biết đi là được rồi. Đi tắm cũng coi tivi nè. À, đi tắm không có nha. Con nghe, hôm bữa con mới nghe chiếc chét chiếc chét. Ủa tivi, mày gần nó tivi cho phòng tắm luôn hả? Không phải, coi điện thoại. Ừ. Cái ốc này bự ghê. Trời ơi cái con này nè. Con này mới. Ủa trời ơi trời, cái ruột dưới ép rồi trời ơi, tưởng nó bự lắm. Nó già, nó già nó ốm rồi. Nhông tám vậy đó, già không có nghe mà. Cái tèo lại. Dạ, nhông tám tám tèo rồi. Nhưng mà quan trọng là gỏi này tí ai bóp. Cậu Bảy bóp hay là Phương Ghế bóp? Ai bóp bóp ai ăn ăn. Ừ. Biên nghe bóp bóp là giật giật cái mỏ liền à. Ướm bóp giật khoái lắm. Ừ. Chị ta thì yêu mới gần hơn tháng. Giống như ai bóp con bạch tuộc kêu. Chị ta người yêu một tháng rồi, đã nói xuống cua Phương Ghế đi không chịu. Thánh thằng thiên đụng ơi. Thánh thằng thiên đụng ơi. Chế chứ kêu mấy con gà nó im đi chứ. Gà có ba luôn. Gà có 8 luôn không ta? Gà để thôi, cụ tác chứ sao? À, bên này chuyên nghiệp nè, đó vô. Nó chiên rang bắt ốc người ta không nó biết. Ghê chưa? Ừ, giữ đít luôn mà. Nên nhìn tay mà. Ủa vậy là con ốc này mình giữ đít hay mình cắt đít vậy? Giữ đít luôn. Giữ đít luôn. Mà đang đắng mới ngon đúng không? Nó ăn cái sực 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 nó mới ngon. Ốc đắng mà. Ông Tám bắt trước con Pin mà chặt được không? Đó. Không say rồi đó. Nhiều con nó ra nhiều con không ra đâu. trên cộng đồng mạng là người ta nói em với anh Pin xứng đôi luôn. Ừ. Thường vậy bạn ơi. Không có bò mà đẹp trai mà. Chứ có bồ thôi mặt đâu quá trời. Xấu quá luôn, da dẻ tàn tàn tạ hả? Bị hút hết chất dinh dưỡng ông Tám nè. À, ý nó ông Tám lấy bà Tám xong về là bị hút mất chất dinh dưỡng thấy không? Ý gì luôn. À, chứ xưa ông Tám đẹp trai lắm. Từ khi lấy bà Tám xong rồi bị bà Tám hút chất dinh dưỡng quá trời. Thấy không? Thấy sư phụ không? Ừ. À, sư phụ cũng kiểu từ lúc không có bộ giờ cũng đẹp trai cả bộ. À. Ừ. Ôi tao từ xưa giờ nói chi gì. Nhà ông Tám không đủ ra thằng cua, em phải đi hái ở xa xôi nè. Cậu hái đâu cậu? Nhà con hả? Nhà mày mà có ra thằng cua. Cậu ơi, dín nón lên nói nhìn mày đẹp trai. Sự đẹp trai của cậu ấy. Này cậu ơi, cậu nhìn cái đó thấy con sâu không vậy? Cậu nhìn cái đó thấy con sâu không? Trời ơi, lại có con sâu rồi chỉ nhìn phết qua cái là tiêu luôn á. Dao này là không có sâu. Ủa cậu, con hái này sao nhà con đúng không? Mày kêu bằng cái gì? Cậu. Sao mày cứ cẩu cẩu hoài vậy? Cái kêu bằng gì giờ? Mày kêu thử chữ cậu rằng là coi. Cậu. Cậu. Thôi mai mốt mày đừng kêu nữa. Mà con nói với cậu nghe nè, bà Phương Ế bà đã cố tình bà chừa có chỗ trống đó cho cậu ngồi mà cậu ngồi bên đây. Chỗ trống má. Đó, đúng anh Bin? Đúng. Trời đất ơi. Tao biết rồi nhưng mà tao không thích ngồi gần thôi. Trời ơi. Dễ ăn của ngoại con. Với cậu mà cậu giống Bin là mã vàng không? Sao chị biết cậu Bảy mạ vàng? Thì có giá, có giá lắm mà có vàng đó. Cái là quý lắm á. Chứ không phải bả gình cậu Bảy tắm á cậu Bảy. Cậu Bảy có vàng à. Tao không biết nó thấy lúc nào nữa. Nó thấy nó tắm nước đục không à, phèn không à mà. Bả mê ăn Bảy dữ lắm. Mô Phật à. Thì cái bộ mới mốt mà. Ông Tám mà cũng cầu trời, ông Tám có thằng con rể đó. Nó không được đẹp trai bằng em, nó cũng được 8-10 với em cũng đã. Cũng cầu á. Được rồi, cũng mừng rồi. Con nói thiệt cho cậu chịu khó nhìn á. Cái gì? Cậu phải chịu khó nhìn. Nhìn gì? Cậu chịu khó nhìn mới đẹp thôi chứ nhìn sơ không biết đâu. Người ta nói ghét của này trời trao của đó đó anh Vin. Đúng. Chính xác. Tao là có từng những người ta không nói mà tao biết. Người ta dòm cái cách xa khoảng 50m là người ta thấy thằng nào đẹp trai hết. Đi tới gần thì quá đẹp trai luôn. Cái cậu đó cũng đẹp trai hả? Ừ. Trời ơi, vô Phật. Mà nhưng mà tính ra cậu Bảy đẹp trai thiệt mà. Còn nữa. Thằng Bi nó mắc bệnh cô cậu đó. Tự tin quá. Tự tin có ngày tự dọn nha cậu. Người ta kêu là tâm sanh tướng đó. Ừ. Nếu mà tâm mình tốt á là cái tướng mình, cái gương mặt mình nó sẽ đẹp. Vậy mà Phương Ế thì sao? Tâm sanh tướng, cậu là tâm sanh bệnh luôn.
Tâm sinh bệnh là sao? Ý mày nói thượng gồm nói mẹ hả? Là sao? Mày nói thượng gồm hả? Đó nói thượng gồm đó. Tâm sinh bệnh giờ nó bệnh chứ tao có bệnh đâu. Cậu nói nhiều tao quýnh cậu để bệnh đó. Cậu sao cái sai rồi tụt quần, xin lỗi đi cậu. Bệnh là do mỗi người có một căn bệnh khác nhau. Đúng. Em đàn cái bài lòng mẹ đó anh thấy hay không? Bài lòng mẹ đó. Bài tình cha nè. Còn cậu vừa đàn vừa hát không đi. Tình cha mát rồi hát đi. Tình cha mát như hoàng thái dương. Ngọt ngào như giấc mơ nơi đầu mùa. Tình đời của cha năm xưa có nguyện ghi sao cho xíu người yêu nhắn tin lại nè, bỏ luôn hát bài này. Hát chuyện xa nhau quá rồi nè. Mỗi lần hát bài lòng mẹ bài tình cha nghe buồn tiếng đàn cũng não nùng nữa. Không hát nghe không câu hồi khóc buồn. Bóp gỏi nha mọi người. Phương Ế bớt đi, Phương Ế thôi, cậu Bảy bớt Phương Ế đi. Đấy là cậu Bảy bóp gỏi đi á. Phương Ê bóp. Bóp gì cậu? Bóp gỏi à? Cậu bóp đi. Cậu sao mà cậu cháu mà bóp cái gì nữa. Cậu bóp gỏi đi chứ con kêu cậu bóp con đâu. Cậu bỏ hai viên này vô nha cậu. Trời, cậu Bảy làm được không trời? À. Cha thành mẹ đẻ chưa làm bao giờ. Ông nội ơi. Kì. Ăn được thôi. Kì. Chó nó mang rau anh hai. Ốc. Mà người ta đâm sẵn trái muối ớt ngoài ăn cơm ngon rồi. Ủa mà tự ăn ốc đâm muối ớt gì vậy? Cua có mấy cái không tắm. Kìa có bảy. Kìa. Nó tới kìa. Để nó. Nó tới kiếm kìa. Chứ cho nó con ha. Trời. Trời ơi, tại con lụm mới vô đó trời. Trời ơi, cái chặt dục ghê trời. Gì vậy? Tao bẻ cho nó nát kìa. Ông bớt vô hồi hôm. Rồi cho ốc vô đúng không? Ai biết? Tao không có biết đâu, tao làm đại tao biết đâu. Cậu ơi, có khi nào ăn đường đi hai đường không cậu? Chưa giờ chưa hề làm bao giờ. Mà cho nước mắm vô hả cậu? Nước mắm vô. Mà nói chứ sáng giờ như cậu ăn gì á? Nhiều vô. Gì chưa? Nhiều vô. Đúng rồi, có cái này là không chắc hết là sâu đó. Như cậu. Mà nước mắm này không biết chua chưa, để tao coi coi. Trời ơi, cậu uống hả? Cho nước cốt chanh vô. Ừ, còn cho nước cốt chanh nữa trời. Rồi xong. Trời ơi, chú lẹ. Trời ơi, xong luôn. Tao bóc gỏi là phải chua như vậy, đúng không? Chín luôn kìa. Xong trộn lên. Mọi người cứ ăn đi, ăn mấy cái này là sẽ nặng bụng lắm. Xong rồi tối uống hai viên này vô là sáng sau nó tự đào thải độc tố ra ngoài là không mập bụng đâu. Uống trước đi, ăn sao mà uống đi. Không phải ăn xong, đúng rồi, đúng là uống xong rồi 30 phút xong mới ăn. Nhưng mà buổi tối là mình cứ ăn xong rồi mình uống. Giờ uống xong rồi ăn cũng được, có gì đâu. Thôi giờ chưa rồi, chúng ta uống buổi sáng với buổi tối rồi nè. Bóp mạnh vô. Ừ. Trời ơi. Cho nó mới đều hả? Màu chứ. Ông Tám cái miệng giật nãy giờ. Hay quá, đi coi cái nồi cơm cái đó. Anh Mạnh coi chừng nồi cơm khét nha. Em đi nắng gì chưa? Đâu mình thương thử miếng ra được chưa? Còn thử con dao rồi. Con bóc con ốc trên này nha. Chưa được chua mấy mép phải không? Chưa đủ chua đúng không?
Đúng rồi, gặp thêm miếng chua đi gặp. Rồi lấy hai hộp chanh cho luôn. Đây. Được rồi đó. Chứ còn gì đâu mà dắt. Rồi còn chanh. Chanh cả đống mà, coi vậy. Nó hơi ngọt đúng không cậu? Sao chanh này người ta nói không có hột rồi, sao đây có hột ra? Chanh này chanh có hột mà. Chanh giấy hả? Chanh, chanh cây chứ không phải chanh giấy đó. Chanh chanh cây á. Chanh giấy mà bự vậy nè. Chanh giấy đâu ăn được không? Chanh cây. Được rồi. Được rồi đó cậu. Đúng rồi. Giận quá. Thấy cái đã lắm rồi nè. Thôi. Không đủ ăn rồi. Bà bóp bóp thùng chơi mà bóp. Mùa này mùa càng cua mà. Hả? Chơi thì bắt chui đi. Bắt chui trộn vô luôn cậu. Trời ơi cái này thôi. Cái này thôi ăn không hết rồi. Rồi, thử ra. Con bóp thử nha mọi người. Ngon rồi. À. Được rồi, sáu tay. Được không anh? Dạ. Như cái nách. Như cái nách. Nách giật 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 giật. Đây bỏ cái hành phi vô. Đậu phộng nữa. Còn thiếu nữa các bạn ơi. Cho đậu phộng vô. Đó, hành phi là cậu. Đậu phộng mà khi mình bỏ ra dao dĩa. Đúng rồi, đây dĩa mình bỏ vô nó mềm. Nó mềm ghê. Mày đã từng từng ăn ở nhà hàng chưa? Chưa. Cậu ăn ở nhà hàng chưa? Chưa. Vậy không nói nữa. Về dưới miền Tây, chốn của em là nơi yên bình. Có đồng ruộng xanh của cả đại thân cánh cỏ bài. Bên kia bờ sông có cô em hát nghe đậm tình. Miền Tây sông nước trai thành đô anh có thương thì không đừng có dài dòng cho em đầy lòng ngóng chờ mong em nơi miền quê có tấm lòng son sắt thật thà đừng đem dối trá em thương quá rồi lại đi xa. Đây đó, còn à còn ăn đậu phộng đổ nó luôn. Cái gì vậy? Là khách hồn luôn. Cá mỏ anh thượng thành công rồi. Yeah. Nó dùng cái chậu luôn. Ăn. Mới được thông báo anh thượng vừa đi ra đang ở phòng hồi sức. Thành công không hả? Dạ. Trời ơi. Mổ ra hai cục gì má. Bự vậy nè. Trứng thôi. Cái cục nó giống y chang trái táo mà nấu ở trong sâm bổ lượng á. Ghê. Ừ, ghê lắm nè, mà hai cục bự nha, bự không có cái cái luôn nè. Trời ơi. Tí mày lấy về mày phơi khô đi. Phơi khô gì? Thôi cậu ghê quá. Không ghê quá. Nói gì nói là ca mổ của thượng gồm thành công là mình mừng rồi. Ừ. Để mình nói là quá vui luôn mọi người. Quá vui rồi. Vậy là đang phòng hồi sức hả? Rồi. Chỉ có mổ Abidan còn cái quay hàm là chưa. Quay hàm là còn sau, giờ chỉ mới mổ Abidan thôi, còn một lần ấy nữa. Nói chung là được cái Abidan là mình khỏe trong người rồi. Thấy mừng rồi. Nó cũng hạ xuống rồi, nó không. Chứ là được cái nào hay mừng cái đó rồi. Nhưng mà 7 ngày nữa rồi mới được nói chuyện nha mọi người. Nó 7 ngày chứ phải trên 7 ngày á. Dạ. Không. Cái bảy ngày trở lên hàm quan trọng nhất. Nhưng mà anh thường là cái amidam là nó những ai bị là bình thường rồi, còn anh Thuận là anh bị nặng hơn người bình thường nữa, cho nên là chắc cũng hơi lâu hồi sức, nói chung cũng hơi lâu mới khỏe. Thì mong đó mổ được mổ thành công là được, thành rồi. Công là được rồi. Dạ. Mừng quá. Luôn là được rồi. Mừng thì ăn mạnh vô, ăn nhiều vô đi. Để mình ăn mạnh. Không, bữa nay ăn mạnh được rồi đó. Ăn đi. Ăn rau cỏ mạnh vô. Ăn vô. Mời cả nhà đi. Thương ăn cơm không? Dạ. Dư rồi. Trời, con ngồi đây hỏi ăn cơm không cậu? Tao thấy mày bưng mời cả nhà nha. Mày. Ăn không? Rồi bút gọi. Cảm ơn chị. Để cho carabin đi. Mời mọi người nha, mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn mừng với gia đình. Nói chung bữa nay là nghe cái câu này là rất là mừng nha mọi người. Mừng lắm rồi. Thật sự là rất là mừng luôn. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị xem video của Thuận Xúc Xích với Thượng Gồm. À, cũng có hỏi thăm đến Thượng Gồm thì mình cũng xin thay tem cảm ơn mọi người rất là nhiều. Giờ mời mọi người ăn đi mọi người ơi. Trời ơi, sáng giờ không muốn ăn, tự nhiên nghe Thuận ngộ xong cái
cái đựng bây giờ cái tem mình phải ăn hết hai vị này nha. Ăn hết. Mời mọi người ăn chung. Ăn cho chữ đi. Ăn nhiều nhiều vô. Cái này nói là ăn mừng thuận gồm có thuật thành công luôn nè. Trời ơi, mai mốt mà ví dụ Phương ấy có chồng mình còn mừng nữa hả anh Tám? Chúc bố ghê luôn á. Mời cả nhà nha. Mời mọi người nha. Nay có thể ăn ngon được rồi. Dì hai mới nhắn tin về hả? Mẹ mới gọi về. Đến về thép hả? Dạ. Mừng quá. Mẹ ông Đà cứ lo không mà lên. Lo quá mọi người. Đúng với dao kéo rồi trời. Ngon quá, tự nhiên ăn hôm nay ngon hơn bình thường đó. Ngon quá. Mọi người miếng gỏi nha. Ngon á. Gỏi ốc đắng. Mời cả nhà. Ốc đắng bóp rau càng cua mọi người. Mày ăn ngon rồi á. Số 1 không? Năm 13. Nói chung là nghe là thịnh gồm có những cái tin gì vui là trong tem đều vui cả. Nhưng đây chỉ là một cái phần trong cái nghe thương kể là chị mới cắt được abidam thôi, còn cái vòng khẩu cái nữa. Đúng rồi, không phải với chân răng. Khẩu cái chân răng là đợi một thời gian. Thời gian rồi. Cứ về đây nghe được tin nào là mình mừng tin đó. Vậy là đợi anh Thuận chữa hết bệnh là về quay clip được nữa. Lâu quá không được nói cho anh cũng buồn. Thiếu thiếu. Rồi thấy thiếu thiếu gì vậy? Hướng nhiều quá chưa? Có nó cũng vui. Cái chừng mà Thuận gồm về cái anh Tám tổ chức cho cô ấy cưới một bên luôn. Mình làm tiệc cho nó mừng lớn tí. Các bạn, cậu chừa cái hộp bên để miệng chi cậu. Vậy rồi. Mày hay soi mói. Ngon quá. Ăn mạnh luôn mọi người. Đây gọi là sông hỉ lâm môn hả cậu? Ốc đắng thì trộn gọi này cũng ngon ta. Bình chạy nước miếng bình. Ai bà món này cũng được lắm. Cái đam mê mình nói chuyện. Có chạy nước miếng cũng đáng nuốt lại nha em. Thôi. Bới cơm cho ăn. Ngon quá. Không ăn cơm hả? Rồi, hai mạnh cầm máy bay không mạnh hả hai mạnh? Đừng có mừng quá nội quan điện thoại dòng nội. Hên xui. Cô Hiếu ăn cái rau càng cua nó ngon. À, càng cua chưa cậu? Chủ yếu ăn cái rau bằng cua là đó, rau ngon ghê đó. Trời ơi. Rau bằng cua ăn nó béo, ngon, rung tài đó. Cái bình tĩnh mà rung cậu ơi. Nó bự nè. Tao tưởng mày con ốc bự mày gấp cho tao luôn á, ốc bự này cái tao tính đưa này vô mày gấp. Ốc bự nè. Trời ơi, ít nha. Tính ra mấy con ốc bự này con bắt không á cậu? Ờ mày bắt ốc bự không mà. Bắt trên bò mày. Rồi mày rồi nha. Linh. Dạ. Ăn như vậy nè. Đó mời mọi người nè. Ngon. Trời ơi, con quỷ gà. Quỷ gà. Cái bài món này ngon nè. Tao biết con gà này cái nó nói gì không? Ngon gà. Ế quá trời rồi. Không phải vậy. Ế quá trời. Mời cả nhà một con ốc nha. Đó, mình nghe đúng không? Ế quá trời rồi. Lao. Nó kêu là xào không hết thì kho khô. Thấy chưa? Đúng rồi. Như vậy thì mần thịt nó luộc liền đó. Ừ, đúng rồi. Nhưng lắm đựng quay nó, nó mắc cỡ. Nó tăng lắm, nó có mạnh nuốt à. Nó nhiều ốc quá, đổi đi rồi. Mình không thấy ăn nhiều ốc. Đúng rồi, một chuyện không có điều à. Ốc cái chơi còn cái đâu không đưa qua, nó kêu anh ốc rồi. Nói ăn đâu càng cua mà cũng ăn rồi, cứ ăn ốc không rồi bây giờ. Nên mới đổi. Nè, ăn rau càng cua cậu. Ừ. Gấp càng vô ăn cậu. Ngon quá mọi người.
tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Trời trời. Đó mà mọi người ăn kiểu này nè, mới là ngon. Trời ơi, đó đó mắm vô nè cậu. Có ăn cái kiểu như hến xuống bánh đai vậy. Ừ. Ăn gì mà không có gì vậy. Mà từ tốn. Nó ngọt ngọt. Ngon thiệt mà. Đã phộng nó thơm nữa, chua chua ngọt ngọt. Trời ơi, ok. Quay lại. Ăn từ tốn kìa, chấm sáng lên. Đó là cho nó thêm nhiều á. Anh chấm sáng lên đó, anh đi xe ra đi. Kìa, anh chó thiệt anh. Bây giờ anh không quan tâm rồi. Anh cứ bám sát vào em thôi. Ăn thêm nhiều kìa. Cậu ơi, mấy cậu. Dạ. Nó làm nguyên cái sột. Làm em cái trái bắp chú cho. Tội nghiệp con nhỏ này nó cũng ít ăn lắm nè, nó mạnh nuốt. Nó mạnh nuốt. Nó bắt nó giảm cân mà nó đâu sợ mập đâu. Thì nó cứ ăn vậy đó. Nó ăn mất kiểm soát luôn. Thấy mang quạo mập không? Bắt nó giảm cân nó đâu sợ. Ăn quà mà cái bụng vẫn láng lo, có cơ luôn á. Bụng em 6 muối mà. 8 muối phải không? Tối tầm 9 giờ cái gì bạch tấn miền nước rồi 9:30 trình sữa tới 10 giờ cái ăn tô cơm xong với 11 giờ ăn tô mì 12 giờ uống ly cà phê sữa cho nó ngủ. Em nói chung hả? Em nói ơi chung nhà mà. Chung nhà má ơi. Chung nhà. Vậy là có ăn đủ em cái gì đúng không? Có mời em không? Có ngủ em mẹ. Nhưng mà nói với em ăn khuya dữ lắm. Tại vì làm khuya mà 8-9 giờ là ăn. Ăn xong nha, uống trà sữa xong rồi tối nha, trước ngủ em phải uống thêm một ly Milo. Đúng rồi, Milo. Nói chung là ăn nhiều quá cũng ngán rồi. Ít ghê luôn á. Ăn nhiều quá cũng ngán rồi thôi. Ăn ít lại đúng không? Làm mẹ miếng nữa ăn nghỉ thôi. Ngon thiệt mà ăn nhiều quá cũng ngán á. Thiệt. Cái gì ăn nhiều cũng ngán, ăn vừa vừa đủ thôi cậu. Chế bới cho em nửa giá cơm chứ. Trời ơi mắm vố kìa, ăn nhiều ơi ngán nó coi kìa. Hết cái dĩa luôn kìa. Cậu có thiệt cậu mắm vố lắm nha cậu. Ăn nhiều quá ngán. Được ít rồi chị. Rồi, cảm ơn chị. Không cho bắp dưới nè. Còn ở đâu? Cái bắp dưới còn cái dĩa ba. Ừ. Thôi anh đi xa đi, cậu ăn mắm vố vậy sợ. Trời ơi mô Phật à, cậu cháu đi nơi đi. Bảo tồn cái món ăn của mình nên giữ. Hai con cháu làm ráo hết rồi Bin ơi. Dậm luôn. Trời ơi. Ăn còn nhìn nữa kìa. Ăn kiểu này con chó nó khóc chết luôn. Đúng rồi, ăn mặn rồi. Đó, còn hai đứa mình bên kia chia nhau cái dĩa đi. Cho Bin nó ăn, Bin nó chưa được ăn tội nghiệp đó. Ba còn cái gì con, cái dĩa kìa ba. Ôi trời ơi, mẹ nè, hết rồi để em đắp cho mày đi. Ngon. Ngon. Cái nào cô chú cũng nói hoài thương á gì à. Mắm vố, ráng lứa miệng gì đâu mà ăn mà nói thì ngộ. Thì cục người ta ăn được cũng nói, không ăn được cũng nói ngộ ha. Rồi kia, rồi con hiếu không kêu hả? Trời ơi, cái tao thiệt, tao mà có con trai không giờ cứ cho bước nhỏ này. Nói vậy, trời ơi, cái thằng nào mất lé lắm, mới dính cái nhỏ này. Sửa con vậy đó. Chắc không dính là dễ lắm. Kêu bà, quay pin ra không ai chịu chuyện chứ. Nói vậy nè. Mới đây nó nói nè. Đi lớn em. Đem ngoài thương đi ra bệnh viện kịp á. Bây giờ còn kịp á, nó nói vậy đó. Nói gì? Nó nói đưa bệnh ngoài thương đi bệnh viện chữa bệnh còn kịp á. Mới clip này mới đăng đó. Thấy không? Má ơi. Bao tử. Nói chung là ai chữa mắng người ta dạy đi. Bao tử không đái nó. Bao tử đái này. Ngoại gì nó cũng nói được. Em ăn nha. Trời ơi, có kìa. Mắm vú ăn mà dính cơm tài lè. Trời ơi. Thì nói đăng con cậu. Thì... Nè cậu ơi, còn cái nồi nè cậu. Còn cháy hả? Mày phái cười đúng không? Mày thích cười quá. Má hai con cháu mày giống như là ai bỏ đói vậy trời con à. Không vô kìa. Để tao lấy cái giá cho mày ăn nha. Cái muỗng khó ăn quá. Người ta chửi. Tao chửi gì? Mày ăn cái đó tao không chửi mà. Làm vui thôi mà. Ai mà chửi đâu. Ăn no mình người chứ. Anh ơi mạnh đi ra đi. Anh quay về người cô chú chửi em á. Không yên tâm, phút đèn pin nó cắt rồi. Nói gì nói mình về mình cắt cho em nha anh Bin. Anh biết gì đâu.
con gán lứa mà nó ăn vậy đó. Ăn cái tô to cái mặt nó luôn kìa. Coi nè. Coi chú anh chị xem nè đó. Nó chơi nó chơi muốn chửi sao chửi. Nó chơi cả mâm cả chảo luôn. Hả? Trời ơi, bố con. Cái muỗng này còn nhỏ đó. Ôi nó ăn được thì nó tốt hơn gì đâu. Sợ nhiều người muốn ăn ăn không được kìa. Ừ. Ăn được mau lớn à. Ăn được mau lớn. Tới đây cũng đã dài rồi. Xin chào mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm sức khỏe trong gồm nha. Xin chào tạm biệt. Chúc đêm đại hội thương mong mọi người à. Nhà lại là Thương Xúc Xích đây nha. Thì hôm nay Thương tiếp tục lại giới thiệu cái sản phẩm đến với cả nhà nha. Hiện tại là bên Thương đang có cái đề tóc eo dành riêng cho siết eo giảm mỡ bụng nha, và không có giảm ký của mình. Đó, những ai mà mẹ bỉm sữa hoặc là những anh cha nào có mấy cái bụng bia á, mà muốn giảm bụng mà không giảm ký thì liên hệ tới Thương sử dụng cái đề tóc eo này nha. Và hiện tại bên Thương đang có chương trình khuyến mãi, khi mà mình mua 2 hộp đề tóc eo nè sẽ được tặng chai kem tan mỡ nha. Thì mình cứ đem về mình hoa đều cái bụng mình, xong mình lấy cái bọc thực phẩm á, mình quấn quanh bụng mình thì nó sẽ hỗ trợ giảm mỡ cho mình nha. Một hộp này hả, sử dụng một tháng nó có 60 viên, một ngày mình sử dụng 2 viên với nước ấm buổi tối trước khi ngủ giúp Thương nha. Phải uống với nước ấm thì nó mới hiệu quả nha cả nhà, uống xong đi ngủ và không ăn gì giúp tôi nha. Và đây là cái cà phê nấm men làm gầy, liệu trình của nó là 12 ngày sử dụng nha. Thì ấy, sau khi mọi người sử dụng 12 ngày nó sẽ giảm từ 2 đến 4 kg cho mình luôn. Nhưng mà cũng tùy cơ địa. Tại vì có người ấy sử dụng mà 4 ngày thôi đã giảm được 2 kg. Có người sử dụng 12 ngày giảm 6 kg, 7 kg, đó là chuyện bình thường nha. Và nó không tác dụng phụ, không ảnh hưởng đến sức khỏe hay gây mệt mỏi gì đến mọi người hết nha. Và vị của nó y như cà phê sữa luôn. Một ngày mọi người chỉ cần sử dụng một gói trước bữa ăn sáng 30 phút giúp Thương là ok nha. Và những ai mà vừa có mỡ bụng mà vừa muốn giảm ký luôn thì hãy kết hợp nguyên cái combo này nha. Đề tóc eo dành riêng cho giảm bụng, cà phê nấm men làm gầy dành riêng cho giảm ký nha. Đó, kết hợp hai cái combo này vô là giảm bao đỉnh luôn nha cả nhà.